Xin chào anh chị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong bài video review hôm nay về thị trường của HSC. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận qua một tí về diễn biến giá nhé, à, xem thử là cái pha bán của chiều nay nó có thật sự là đúng hay không à, và có thật sự là bị ép buộc để mà chúng ta cần phải rũ à, hàng hay chưa? Thì à, chúng ta sẽ cùng nhận định vào trong phiên giao dịch à, cũng như là bài video lần này. Đầu tiên là hôm nay thì cũng thể nhìn thấy một cái vấn đề khá là rõ ràng đó là mặc dù là thời điểm đầu phiên sáng ấy thì chúng ta có thể thấy rõ là giá tăng à, nhưng mà thật ra là cái việc lan tỏa của dòng tiền nó lại không không quá lớn thậm chí là tiền nó tập trung một số mã cổ phiếu nhất định và bây giờ nó cũng vẫn đang tăng khá là mạnh ví dụ mã ri chẳng hạn là tăng vượt đỉnh này là kéo chỉ số hay là mã ga cũng sau khi tăng cũng điều chỉnh trở lại đó, thì với những cái vận động của những chỉ số cổ phiếu như thế này thì có thể hiện ra một điều khá là rõ ràng đó là cái chỉ số vn30 ngày hôm nay thì không có sự lan tỏa và khi không có sự lan tỏa thì áp lực bán nó sẽ xuất hiện đó là ý thứ nhất ý thứ hai thì trong những bài video mà mình hay review trong giai đoạn gần đây này anh chị sẽ thấy một điều là à, mình vẫn khẳng định ấy, là cái cây nến phục hồi này là cây nến mang tính phục hồi về mặt kỹ thuật À, chúng ta có một cái biên gọi là biên ở 50 và biên của à, vùng 68, à, 61.8 của phía nancy Thực tế ra nó là cái biên vùng cạnh tranh rất là lớn Trước đây nó lại cạnh tranh rất là nhiều rồi và bây giờ lại tiếp tục cạnh tranh thêm một lần nữa Thì à, nếu mà trường hợp một cái mình nhắc nhắc lại nhé Ví dụ như ở trong khu vực này mà đang là xuống đi lên ấy, thì giá có thể tiếp tục lên tiếp Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đang trong một cái đà, đà giảm đúng không ạ chúng ta đã trải qua một tuần lễ thật sự là mệt mỏi mình cũng rất là hiểu điều đó nhưng dù sao nữa thì đây là thị trường và chúng ta cũng phải chấp nhận vấn đề này thôi à, thị trường thì cũng là như vậy nó sẽ cứ tăng rồi cứ giảm à, chúng ta xem lại nhé từ giai đoạn của, có những cái pha giảm mà gọi là tạo đỉnh thì có những pha giảm sốc chúng ta đã cùng trải qua rồi ví dụ như tháng 12 năm ngoái đầu năm nay cũng có pha giảm sốc à, và bây giờ thì cũng gọi là một pha giảm nhưng mà cũng cũng gọi là pha giảm sốc đấy à, có những thời điểm mà giá chỉ có giảm thì không tăng nhưng mà đó là thời điểm mà nó liên quan đến nhiều yếu tố tiêu cực thế còn bây giờ hiện tại thì bây giờ nó liên quan đến một yếu tố khác đó là hiện tại chúng ta đã cạn cái lực lực gọi là lực cung rồi thị trường bây giờ lực cung không nhiều nữa nhưng mà vì cái lực cầu nó không mua ấy nó đã khiến cho việc dòng tiền giao dịch trở nên rất khó khăn à, các chỉ số muốn tăng giá cũng trở nên rất khó khăn bởi vì là nó không có không có hỗ trợ từ dòng tiền mua lên mà đơn giản là cái lực lượng tiền bán ra ấy, khi mà họ hết kiên nhẫn và đặc biệt là hôm nay là ngày thứ sáu ngày cuối tuần thì họ sẽ có một ít gì đó là có một sự hoảng loạn buộc phải bán thôi à, và đây là lý do khiến cho thanh khoản bắt đầu tăng trở lại trong nhiều phiên thì trong những tình huống mà thanh khoản tăng trở lại như thế này ấy, nó thật sự là rất hay à, hay ở chỗ là nó đang tạo một tình huống là đào pha nếu trường hợp mà không có cái hiện tượng này diễn ra ấy, thì thì chúng ta sẽ chắc phải kỳ vọng là giá còn tiếp tục uh, giảm xuống nhưng hôm nay thì có thể thấy là thanh khoản bắt đầu tăng lên rồi và cái khác là cái lực bán của phiên dịch ngày hôm nay bắt đầu có lực mua đỡ giá thì đây mới là yếu tố mà mình đánh giá là tốt nhất cho giai đoạn của thị trường vào lúc này về nhìn cái góc độ của liên thị trường thì nó cũng thật ra là nó cũng không phải riêng chúng ta đâu mà thị trường toàn cầu cũng đang có dấu hiệu này tức là sáng hôm nay mình đã chia sẻ đấy ở trong room tư vấn là nếu trường hợp mà giá trình giảm và thanh khoản tăng thì thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng một sự tích lũy à, giá tích lũy khoảng 4 phiên trở lại đây hôm nay thì một số thị trường đang nghỉ giao dịch nhưng mà dù sao nữa thì cũng thể thấy là trong một xu hướng giảm à, đột gọi là giảm theo xu hướng ấy thì trong giai đoạn này gọi là đã ngắt được cái mạch giảm rồi còn mà thị trường tăng trở lại hay chưa thì nó sẽ còn rất nhiều tố khác nhưng dù sao nữa thì nó cũng đủ để cho chúng ta có thể kỳ vọng là là đến thời điểm này cũng gần như là cạn cái lực bán ra và thứ hai nữa là những thông tin tiêu cực trên thị trường bắt đầu thể hiện rõ hết cả rồi và bây giờ là cái lúc mà chúng ta cần phải bình tĩnh lại và tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu mà có thể giao dịch được ví dụ là bây giờ là chúng ta trong một cái vùng biên gọi là giao dịch vùng băng giá đi như này đi <laughs> không có xu hướng đúng không ạ chỉ đang chỉ xuống thôi không xu hướng thì bây giờ ấy, cái việc mà giá test lại luôn ở cái đường cái cản xu hướng là À, hỗ trợ 1468, 1470 là điểm mình đánh giá là tích cực nhất. Và đây là cái lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu mở những vị thế mua lên. Còn bây giờ thị trường hiện tại thì mình cho rằng là giá vẫn chưa đủ, à, chưa đủ cơ sở để chúng ta có thể giao dịch được đâu. À, những cái vận động của chỉ số cũng như là nhóm ngành trong giai đoạn gần đây khá yếu, ngay cả nhóm ngành ngân hàng, hôm nay ng ngân hàng thì bán khá sâu. động sản tương tự như vậy cũng bị bán khá sâu những cái nhóm mà gọi là cổ phiếu trụ kéo thị trường trong thời gian qua bán sâu lắm còn uh, ngược lại nhé nhóm ngành bán lẻ ví dụ như World này hay là Mobile World này hay là FPT này FRT này FPT <laughs> pet nữa hay là FPT nữa thì uh, những cái nhóm cổ phiếu này ấy, nó lại mang tính là dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hiện tại uh, những cái cổ phiếu mà mang tính uh, phòng thủ như TDM này hay là cổ phiếu ví dụ là BVKE này thì cũng cũng đều là những cổ phiếu mà mang lại cái sự kỳ vọng cho nhà đầu tư. Trong khi đó thì những cái nhóm cổ phiếu đại diện khác thuộc cái nhóm BN Diamond BNJ này, mình đánh giá hôm nay cũng một phim biến động khá mạnh. Hay là cổ à, vi, à, một cổ lớn nữa, dòng banh nữa, vi banh. Nói chung là gì? Đến thời điểm hiện tại để mà trường hợp mà cho giá tăng lên đấy, thì mình đánh giá là sắp sửa rồi. À, sắp sửa là như thế nào? Bởi vì là đến giai đoạn hiện tại À, cái pha bán mà gọi là margin cũng đã xong những cái dòng bị thế cắt lỗ đã cơ cấu hết trong ngày cuối tuần thì bây giờ giá cổ phiếu về cái vùng tương đối là hấp dẫn à, về mặt cơ bản nhé tương đối là hấp dẫn nhưng để mà thật sự mà để mua lên được hay không nó lại là câu chuyện khác nó sẽ cần sự tham gia của dòng tiền đẩy giá à, hiện nay là chúng ta đã có một phiên rồi một phiên đẩy giá rồi thì chúng ta đang cần là à, như ngày hôm nay đi thì việc giá chỉnh nhưng lại không sâu hơn nữa à, trong cái đà giảm của tuần này nó đã kết một cái tuần giao dịch theo đến tuần đấy là mức độ là vừa phải tức là uh, với cái thanh khoản của tuần này mang tính là ổn định rồi không phải thanh khoản bán nữa mà bây giờ là thấy cái thanh khoản mà tích lũy về vùng tích lũy nó cũng là cái vùng nền đáy của một thời gian dài và chúng ta nhìn với chỉ số VN Index thậm chí là về lại giai đoạn của tháng 11 đó thì cho vùng giá hiện tại mình cho rằng là nếu ngày mai uh, nếu mà thị trường vận động tốt thì nó sẽ ở trong tình huống là uh, ở trong cái vùng của 1455 và duy trì ở vùng giá này. là cách khác là chúng ta sẽ kỳ vọng thị trường tạo đáy trong thời thời gian của giai đoạn sắp đến. À, ok nhé. Thì đó là một số nhìn nhận cho phiên dịch của ngày hôm nay. À, ngoài ra thì với anh chị giao dịch với thị trường phái sinh, à, hôm nay thì chúng ta có cái lệnh sọt. Bản thân mình thì mình cũng không thích lệnh sọt lắm, à, bởi vì là nó cũng cũng rất nhiều yếu tố ở đây, không phải là riêng mỗi à, việc sọt hay không nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã có cái yếu tố lệnh sọt rồi. <laughs> ở đây chúng ta yếu tố lệnh sọt rồi của, của cái vùng nếu mà trường hợp mà giá thùng 1.500 chúng ta sẽ sọt và hiện nay đang sọt tại vùng 1492 492 à, thủng 1.507 thế này bắt đầu sọt ở 1.500. thì nói chung là à, chúng ta ok thôi các vị thế sọt thì cũng đã sọt rồi à, quan điểm thị trường điều chỉnh ở trong phiên chiều cũng đã sẽ, đã diễn ra thì đây là một cái cái điều mà chúng ta đang bám đúng với yêu cầu của thị trường và qua đó thì cũng thể hiện rất rõ là việc mà điều kiện của thị trường hiện tại nó vận động ấy thì nó hoàn toàn nó thuần theo một cái vận động của số đông chứ không có một cái dòng tiền nào cụ thể để dẫn dắt cả nói chung là không có sự mâu thuẫn à, do vậy thì nó cũng sẽ khó có sự tăng trưởng à, về nhìn nhận và chỉ số cũng như là nhìn nhận về nhóm ngành trong những dịch mà kỳ vọng cho tuần sau ấy, thì mình cho rằng là hiện nay chúng ta cũng không có nhiều kỳ vọng lắm đâu à, những cái nhóm cổ phiếu mà đang đang phục hồi tốt hơn hẳn so với thị trường là những nhóm cổ phiếu mà mình đánh giá là cần phải ưu tiên quan sát nhiều hơn và có thể mở giải ngân mới trong khi mà ra trường giá trị mình ví dụ đi những cổ phiếu mình rất thích ví dụ là fpt vẫn có cơ hội để giải ngân chứ không phải không có đâu à, hay là với là ví dụ như cổ phiếu này thì giải ngân tại cái vùng giá của 1.100 xin lỗi là 112 hay là cái nhóm cùng ngành đi có CMG này hay là có ELC nói chung những cái cổ phiếu này đều tốt cả không phải không tốt và chúng ta có thể quan sát thêm chúng ta cũng có những cổ phiếu ví dụ như là Germandes HAH đều là những cổ phiếu vượt đỉnh đúng không ạ hôm nay có thêm nhóm ngành cao su nữa à, DRC này chẳng hạn hay là à, PHR À, số Hòa hôm nay tăng khá mạnh và tăng có vôn luôn, tăng nổ vôn luôn. Thì đó là những cổ phiếu mà mình nghĩ là chúng ta nên tiếp tục quan sát và và giao dịch với thị trường trong tuần sau. À, đó là một cái nhìn nhận chung của chúng dịch ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và hôm nay là ngày cuối tuần rồi, chúng ta đã cùng trải qua một phiên giao dịch à, mệt mỏi. Và chúng ta cũng có một tuần mệt mỏi. Do vậy mình sẽ không giữ anh chị lâu hơn nữa. Xin chúc cả nhà có một buổi cuối tuần thật vui vẻ và... À, Bình an, xin hẹn gặp lại anh chị các bạn Trong bài video tuần sau ạ, xin chào và hẹn tạm biệt